Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi ra mắt MV Ai là người thương em của nam ca sĩ Quân AP. Đây cũng là sản phẩm debut, bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp Quân AP trở thành một tân binh V-pop. Anh chàng từ hot boy cover đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù trời mưa lớn nhưng nhiều nghệ sĩ như Liên Bỉnh Phát, Masio, diễn viên Vĩnh Sang, Yến Tatu, Đăng Khoa, Ami, nhạc sĩ Thanh Hưng vẫn tê tự đầy đủ để chúc mừng Quân AP ra mắt MV đầu tay. Lời đầu tiên thì cho Quân xin gửi lời chào tất cả khán giả của J1 TV. Ngày hôm nay là cái ngày mà ra mắt cái MV đầu tiên của Quân. Thì hiện tại cảm xúc bây giờ khá là hồi hộp, nhưng mà cũng rất là vui khi mà sau bao nhiêu ngày công sức của tất cả các anh em ở trong công ty, ở trong ekip của Quân, đến ngày hôm nay là bắt đầu được công bố cho khán giả xem. Thì mong là mọi người sẽ đón nhận nó. Quân AP được giới trẻ biết đến, yêu mến và ưu ái với hàng loạt những danh xưng như soái ca cover, hot boy cover. Anh chàng từng gây sốt bởi gương mặt điển trai, thư sinh, cùng chất giọng nam tính, trầm thạc đặc trưng. Cái Quân AP thì là viết tắt, AP là viết tắt của chữ Anh Phạm. Tên đầy đủ của em là Phạm Anh Quân. Thì khi mà lấy tên thì các anh cũng ngồi suy nghĩ và dù sao vẫn lấy cái tên cha sinh mẹ đẻ ra mình. Và chỉ viết tắt lại thôi, thì quyết định cuối cùng là để cái tên Quân AP ạ. Ai là người thương em là một bản ballad nhẹ nhàng, đúng với sở trường của nam ca sĩ, được sáng tác bởi chủ nhân bản hit, đúng người đúng thời điểm, Thanh Hưng. Bài hát Ai là người thương em thì là Quân đã tự chủ động liên lạc với anh Nguyễn Thanh Hưng để đặt bài, bởi vì nghe lúc đó là bắt đầu ra những bài hát của anh Hưng thì Quân nghe thấy mình thấy rất là da diết, nó rất là buồn và rất hợp với mình. Quân thường là thích những cái bài hát càng buồn càng tốt, kể cả lúc nào mình đang vui mình chỉ thích nghe nhạc buồn thôi. Đó nên là khi mà anh Hưng anh ra những cái bài, bắt đầu có những cái bài buồn của anh ấy rất là hay, thì mình đã chủ động tìm anh Hưng. Và đến lần thứ hai anh Hưng gửi thì mình đã chọn cái bản này và ưng ngay, nên là lấy luôn. MV được quay trong 3 ngày nhưng mất một thời gian khá dài để hoàn thành và có một sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng ra mắt khán giả. Nội dung MV là câu chuyện buồn của chàng trai tên Quân, dù nghèo nhưng siêng năng chăm chỉ làm việc và là một người có tấm lòng nghĩa hiệp. Quân và nhân vật nữ chính do Yến Tatu thủ vai đã có một mối tình đẹp hạnh phúc cho đến khi có người thứ ba xuất hiện.